dành nhau tình. Ủa con đi Triệt Long không, đâu có làm mấy. Đúng. Chắc tự đi, không phải đợi. Thì mẹ nó làm con đi về. Mà làm xong mẹ kêu chạy ra. Ngày mai, hôm bữa nay không có kịp đâu, mấy giờ nó nghỉ? Tối thì con đi cướp 1 tiếng được mà. Nhưng mà nói ra là con có biết đường cướp. Trời. Cướp nhà cô mà. Khóa hoài luôn, cái này có làm đụng chạm gì tới ai đâu cũng khóa. Khóa hoài. Cảm ơn em. Hình như mới hôm qua em có cái gì phải không? Ai? Nắng ban mai. Không. Gương mặt nữ nhân nên nhìn nửa mặt thôi. Khóa tài khoản. Có một cái tài khoản khóa hoài đi má. Thiệt á. Xong chưa ta? Xong rồi. Không có gì. Ok, thì hỏi gì đó. Có thì kiếm, không có thôi. Xả đủ thứ nha mấy chế ơi, xả tùm lum tà la tá lả nha. Hôm nay được chia sẻ mà không dám chia sẻ luôn, nó bỏ luôn. Gì? Chưa cập nhật cái đó. Giờ cái sổ thiết kiệm. Sáng kiếm gần chết luôn. Hello chế. Sáng kiếm đó không chắc hơn nửa tiếng. À, sạch nóc luôn. Ngộ ha, cái này á. Nếu mà mình viết cáp xong là mình không lên like được. Phải bấm cái like mới viết cáp được. Ủa bữa nay em có ghi gì không ta? Rồi quên ghi luôn. Xong. Hình như không có ghi gì luôn. Cáp có ghi gì không ấy chứ? Chắc không có ghi gì vậy đó. Chế con quần hiệu Anko size 8 phần size S nha. Cái này là cái hiệu của nó hay gì á, nó bị như ấy mà nó bị chốt cái hiệu, nó còn dính dính cái này. Size S eo này 58 cho đến 65, nó dính dính này xíu nha, không biết ra không, em xe cho mấy chế. 45k rất đẹp lắm, mã 45. Rồi con này size M 50k, mã yếm. Nguyễn Thị Phương bữa em còn cái đó, hốt đi. Con này SM nha, ngực này là 80 cho đến 84. 59-84, ủa anh gì? 79-84. 50k, mã vàng. Rồi con này SM luôn. 6, ủa anh 79-84 luôn nha, 50k. Mã xanh, nè nhét mút đi con.
Rồi tiếp con này sẽ ép nè, 35k. 35k mã sọc. Chỗ để nha, sướng nha. Cái này là đẹp lắm mà ở trong nó ruột chỉ nè, không ảnh hưởng bên ngoài đâu nha. Đó, ở bên trong cái thun á chứ không ảnh hưởng bên ngoài. Size S. Size S. S M nhỏ thôi, ngực này 85 đổ về. Nó bị ruột cái chỉ bên trong thôi nha. Em xem mấy chế 50. Mã crop. Một con XL. XL mút liền, ngực này 90 cho đến 95. 90 95 mút liền. 70k. Mã liền trắng. Tiếp một con ngố chun mông. Size S này, S lớn nè, cái hiệu của Úc nè. Eo này là 65. 50 là cái nào ta? 50 cho Mộc Lan. Eo 65 cho đến 70 71 nha. À vậy ha chị. Kệ nó đi chị, em ghét nó quá rồi đó. Hiệu Úc nè mấy chế. 65 cho đến 71, em này 100k. Mã tím. Có chun mông nhẹ, size S lớn. Con này lời nhỏ. Lời nhỏ eo này là 69 cho đến 75. Cái này á, cái này đường may nó hơi không đẹp xíu nha. Mặc vô thì nó căng ra. Không có áo dài tay, áo dài tay hết rồi. Mặc vô nó căng ra nha, để gì nó hơi nhăn nhăn. Chất thì đẹp lắm. Có cái đường may nó hơi không nét thôi. Eo 70, 76 đi mấy chế. Co giãn tốt nha. Rồi cho mấy chế con này 60 luôn. Mã xám. Hiệu Kalenji size M. Eo 70, 69 đến 74. Vậy hả chị? Eo 69, 74 mấy chị cứ nhớ em là 12h45 hoặc 1h. Bữa nào sớm là 12h30. 69, 74 hiệu Kalenji size M. Cho mấy chế 80k. Mã M80. Má là cái gì trời? Mã má là gì chứ? Một con Reebok size M. Eo 70-75. 120. Mã hiệu xanh. Size SM. Eo 65-70. Eo 65-70. 70k. Mã tím. Cái này nam mặc được nè. Size L cho nam 60 cho đến 68kg. 60-68kg 50k. Mã nam. Mã quần, quần nào chế? Em qua 3-4 cái quần rồi đó. Size L, LXL. Eo 80-86. Của hiệu Nike là 100k. Mã 86. Size LXL luôn. Cũng hiệu Nike, cái này L thôi. Eo này 78-85. 80k. Mã phối. Còn con hiệu đó mới chế. Size ML, eo 76 cho đến 80. 50k. Mã gió. Size L luôn. Quần cái màu nào vậy chế Diệp Nguyễn? Size L, eo 75 cho đến 79. 60, mã lưới. Ồ, cảm ơn em yêu. Xanh cho Giang Hoài Nguyễn. Xanh 120 hả chế? Chế ơi, xanh 120 này đúng không chế? Rồi size SM, eo 66-72. Phối lưới nè, 65k. Mã phối lưới. Chứng tỏ là mắt em quá đẹp, quá tinh. Em nhìn cái là trúng. Rồi chị Giang Hoài Nguyễn 120. Này là size L á, hiệu iBody của Úc. Eo này là 76 cho đến 81 nha. Nó để M mà tầm L nha mấy chế. Phơm này nó đi này hàng châu Âu. 110, eo 76-81, 110 mã hiệu Giang Hoài. Giang Hoài. Giang Nguyễn Hoài. Chị phát lâu rồi. Lâu quá mới thấy chế. Size này nó đánh XL mà tầm L là được. Dáng rất tốt. Ngực này là 88 cho đến 87-92. Tầm size L nha mấy chế, ngực 87-92. Chưa nhét mút nó hơi nhăn nhăn. Rồi em để mấy chế 50. Mã rêu. Nhét mút đi con.
con này size ML luôn em, 76 đến 80 50k mã phối. Size F 45k mã gió. Ồ, biết mặc đầm luôn mấy. Giữ thằng, giữ thằng luôn. Hiện nay ngố size M này mấy chứ, F. Size F này, F lớn, SM. SM cái eo này là 65 cho đến 71. 65 71 nha mấy chế. Con này cho mấy chế 110 mã 71. Size XL form nhỏ, L lớn con chen, ngực này 89 94. Ngực 89 94. 70k. Mã cài sau. Sao em không vừa? Là tin nhắn hay là bên comment mà nó bị ẩn rồi ta. Cái này size M nè, 35k. SM nha, SM đều được, ngực 86 đổ về 35k. Mã cài sau. Ủa cài sau hoài. Mã đen cài sau đi mấy chế. Có chế nào mà size S không? Em có nguyên set nè, nguyên set nha. Size S nè. Cho mấy chế set này 130 130 em bán trên line nè chứ. 130 mã set size S nha, eo 66 đổ về, mông thì 90. Set đó size S nha, chế Diệp, Diệp Nguyễn ơi. Ngực 82 đổ về, eo 66 đổ về, mông là 87 đổ về nha. Size S nha. Set chất này co giãn tốt. Ok cho Diệp Nguyễn 130. Con này size ML nè. Size M. Size ML này 67 cho đến 72. Quá đẹp mấy chế ơi, xuất sắc luôn. 100k mã loan. Ok chế inbox vô cái bếp đang like giùm em nha. Cái bếp đang like á. Em check inbox vô đó. Màu em màu hồng size ML nữa nè. Size M. Size M nha, eo 68 cho đến 74. 68 74. Đẹp. 110 mã hồng cao. Size 130. Ừ, cho Diệp Nguyễn. Rồi con này S lớn luôn, eo 66 cho đến 72, M nhỏ bông chen. 90k mã lá. Con này size S, S là S lớn, eo 60 cho 62 cho đến 69. Dạng như thể thao nha, nó như là thể thao vậy mấy chế. Đó. 80k mã thể thao. Gió 40 phối 50 là cái nào? Gió nãy em nói 45 mà ta. Hồng cao. Hồng cao cho Xuân Phương. Gió này hả? 45 à. Hà Trần con này đúng không? Con phối là con nào? Đúng rồi, shop ở Sài Gòn. Phối là cái nào em ơi? 110. Phối là quần hay áo vậy em? Con này nó để size XL mà form này XL nhỏ thôi. Ngực 88 đến 94. Trắng tinh nha mấy chế. Tầm size L lớn là ok nha. Em mặc size L bình thường là ok nè. 90k mã trắng. Phối nào 45? À phối này hả? Phối này size L nha, 50. Còn con này nãy chị nói 45 mà ta. Con này thì size S nha em. Rồi đùi này là 35k của Hà Trần. Size L. Size cá luôn hả? Ừ, cái 50 cái 45. Con này size L, eo 75 đổ về. Cái này là em bán 35k mà cái này giống như nó bị cắt nè, mới chế mai lại đường. Em bán 20 nha, mã 20. Eo 71 76. 20k mã 20. 35k size L. Có size M, L, XL. MLXL 35k mã crop S. Ủa quên, M hoặc L hoặc XL. Em lấy size cho xã 35k. Một con size XL cài sau. Ngực 89 đến 94. Đây.
50k, mã 94. Tiếp một con XL nữa nè. XL này ngược 88 đến 93. Kiểu rất là mới, rất là đẹp luôn, 50k. Nó chế làm size to là hốt sướng luôn. Vì size to lúc này cũng sale, rẻ hơn là size lớn, size L, quên, size M. Rồi một con size M nữa nè. 35k, mã dây xanh. Size S. 35k, mã dày. Tiếp. Đây con này mặc tăng tớp nè mấy chế. Xinh chưa? SM nha. Con này S nè, S thôi. Rồi cho mấy chế con này 60, mã kiểu xanh dây cho hậu lông. À đơn hôm qua đi rồi nha, hậu lông. Size S nè, 30k, mã khóa. Kiểu nè, 60 cho Túy Anh. Size M, 35k, mã M35. Size M, 35k, mã khóa. Size L, size L nè, ngực 87 cho đến 92. 50k, mã đen. Thúy Anh 60. Con này SM, em sale 40k cho mấy chế luôn. SM nha, ngực này 85 đổ về mút liền nè. 40k, mã liền xám. Mã khóa. Khóa 30. Khóa 30 cho hậu lâm. Con này S nhỏ ngực dưới 80 nha mấy chế. Rồi em sale 50k cho mấy chế luôn. Mã dây xanh, mới tinh nha. Con này là size L, ngực này 90 đổ về 20k, mã 20. Size SM, ngực 78 cho đến 84, 50, mã xanh. Cái này quần của bé là 20k, bé 20kg đổ về nè. Mã bé. Size M, 50k, mã khóa xám. 20 này à, ngực 85 nha em, cho hậu lâm. Ừ. Ừ, size to. Size này XL. Em này 81 cho đến 87, cũng hiệu của Úc đó. Chất đẹp lắm mấy chế, 100k. Mã to. 50 là khóa xám phải không, hậu lâm. Hậu lâm eo em 75, em phải lấy size M lớn á. Eo phải 75 không, phải đo ngay cái bụng. Bụng á, thì nó sẽ lớn hơn cái eo thông thường á, là từ 5 phân. Còn mấy chế nào mà bụng nó nhỏ thì nó sẽ lớn hơn tầm 3 phân. Cái này size M nhỏ nè. Của Uniqlo size M, nhưng mà phơm nhỏ, eo này 70 đổ về nha. 100k, mã hiệu đen. Tiếp con này SM luôn. SM eo này là 68 cho đến 73. 6872 đi, 6772. 60k. Mã lỡ. Con này size S bé nè mấy chế, 70k. Eo 63 đổ về, mã 63. Mới đứt cái quần đùi. Rồi chế nào size XL nhưng mà form L nha. Ngực này là 87 cho đến 93 thôi. Hiệu nay nè, 70k. Mã hiệu. Đợi em coi app. 73, mã hiệu. Quý chế có lấy đùi 100k3 không? Đây cái này là xe đạp nè, chế nào xe đạp size. Cái này nam nữ gì đó em cũng không biết nữa, mà thấy nhìn giống nam hơn. Size L. Tầm size L nè, 50k. Xe đạp này không có đụng mông, size M.
này của phơm Mỹ nó hơi to nè, size M nha, mã xe đạp. Coi giùm em đi chị, em không kiếm được. Rồi con này M luôn, eo 70 cho đến 74 của Kalenji nè. Chất gió rất là mềm lưới luôn. 70k mã hiệu. Đó gì? À dán để cái đó là sợ mất. SM eo 71 đổ về 50k mã gió xám. À cái con hiệu Nike này cái lưng nó hơi bị mềm mềm nè. Mấy chị mặc gì cũng được, nó có dây rút hoặc là máy chế. Về kẹp thêm miếng thun ha. Bán máy chế 30 thôi, size SM á, 30k nha. 30 mã Loan hiệu hiệu tươi trần lấy con nai này hả, ngực này là 88 nha, size XL phơm nhỏ nha tươi trần ơi, này đúng không, hiệu là con này chứ lộn 70 hiệu là con gió bị ngáo đá, size XL 20k mã XL. Rồi con này size S eo 70 đổ về 65k mã beo. Rồi tiếp con này S size L. Eo này 74 cho đến 79. 74 đến 79 size L. 60k mã phối hồng 20 cho thêm kiều. Thêm size S ngược 82 đổ về 35k mã đen. Cái này mấy chế mặc hai áo ngực cũng được nè, mút liền size XL là 20k mã liền xám. Size S M ngược 86 đổ về 85 đổ về đi 35k mã khóa hồng. Size ML ngược 90 đổ về 35k mã sọc xanh. Con này 35 luôn size L mã cam. Đùi size M, M lớn, eo này 74 đổ về. Nó để 2x luôn mới ghê. Eo này làm 75 đổ về thôi nha mấy chế. 35k mã số 1. SM 30k mã trắng. Sọc xanh cho thêm kiều 35. Có đơn nhớ inbox cho em nha. Con này M luôn ngực 86 đổ về nha. 35k mã sọc đỏ. Con này LXL ngực 90-95. LXL ngực 90-95 nè, có mút nè. 50k mã 50 sọc xanh 35 nha. Sọc xanh 35. Size SM eo 70 đổ về 70k mã 70. Size S nó làm ôm bụng vòng mông nè, 80k mã chữ xanh. Con này size M eo 70 cho đến 76, 100k mã 76. Tiếp tục con này SM ngực 85 đổ về 35k mã viền hồng. Size S, size S hiệu cái cây luôn nè, 40k mã xanh đen. Một con S yếm nữa nè, viền hồng cho hậu lông. Yếm size S nữa nè mấy chế, ngực 80 đổ về 50 mã yếm hậu lâm 35. Hậu lâm hả? Đúng rồi, tự nhiên hậu lâm 35 nó thấy nó hơi dính dưới. Rồi tiếp con này là size M nha mấy chế, 35k ngực 86 đổ về thôi, 85 đổ về M nhỏ, mã yếm kiểu. Con này là ML
eo 70 đến 76, eo 70 76 110, mã phối. Cái chén nào size to, con này một lớp nha, size L. Eo này là tầm 80 80 85 mới cứng luôn, 50k. Mã lá. Nè chế size M nè, con này á màu quá đẹp luôn mà nó bị cái chỗ này nó đậm lên nè. Đó, chế Hoài Giang. Chế lấy con này không? Nó cũng là đùi hai lớp hiệu NB nha. Mà chỗ này không biết nó dính gì nó bị đậm lên nè. Em để cho chế nào lấy con này 60 nè. Eo này là 70 cho đến 76. 60k nha, bị chỗ này một tí xíu, ngoài ra là ok hết nha mấy chế. Mã số 2. Màu nhìn vô cá mắt luôn. Con này size S. Eo 67 đổ về, cái này chắc nó thời trang thôi. 70k. Mã kiểu. Con Domios này là size L. Eo 75 cho đến 80. 60k mã hồng. Con này là size L hiệu Nike, size L. Eo 73 cho đến 77. Eo 73 77. Mới cứng luôn mấy chế, 125. Mã 12. Size F dáng rất tốt là 70k. Mã tay ngược 80 đổ về. À mã yếm. Mã yếm là cái này phải không Hậu Lâm ơi, 50 hay là cái mã yếm kiểu màu đen thì 35. 12 125 cho chế. Hàng si nha chế ơi. Hàng si nha. Yếm kiểu 50 này đúng không Hậu Lâm? Ồ quên, yếm đó 50 đúng không? Còn mã kia yếm kiểu 125 của chị Giang Hoài Nguyễn. Size SM, eo 64 cho đến 70. 70k. Mã hồng. Không lấy thì báo em xả nha chế. Hàng si mà vẫn độ mới ok. Chất lượng. À, này size F nhỏ nè. Eo 55 cho đến 63. Ai XS mặc được nha. Con này 90k. Mã xanh đen. Ờ, không lên. Giống mã yếm kiểu chị lựa em, không có con nào size L đâu nha. Có cái nào em lên cái đó. Yếm tay là cái nào em? Cái crop top mã tay size S đúng không? Ok, thêm kiều xả ra đi con. Rồi chế, em bán đồ si nha. Chế mua đồ mới, chế chặn em luôn đi. Ngực 80 đổ về nè. Mã tay nè. Crop top size S nha. Crop top size S. Rồi một con hiệu Nike size M. Size M này eo 70 cho đến 75. Eo 70 cho đến 75. Ok ok. Đúng luôn, eo 70-75 nha mấy chế. Quá mới luôn, mới nè. Cho mấy chế 160. Mã mới. Màu xanh này nó để S nhưng mà tầm M nha. Eo 71 cho đến 76. Nó để S nhưng mà phơm M ở 70k. Mã Coban. Một con hiệu Nike này là size S. Eo 65 cho đến 71. 80k. Mã 80. Coban 70 cho Xuân Phương. Hiệu size L nữa nè. Con hiệu này chắc nó đã lắm luôn. Eo 75 cho đến 79. Hiệu Kalenji. 70k. Mã hiệu 2. Con này 2X nha. Eo này là 83 cho đến 88. 60k. Mã 2X. Size S luôn. Eo này là 60 cho đến 66 nè. 3D nè, 100k mã 3D.
mới cống luôn nha mấy chế, mới kính con cái chế nào sai L không, eo 74 cho đến 78 này là chất tập mà nó làm thêm cái bo gì để cho nó ôm cái cổ chân đó. Em để cho mấy chế 60 nè, mã bo sẽ ép cái hiệu W này luôn nè. Eo này 58 cho đến 66, eo 5866 100k, mã họa tiết. Rồi con này size S luôn. Cái này nó như là quần legging luôn nha, nó bóng bóng là có thể bơi được. Eo 58 cho đến 66, 50k, mã 50. Rồi một em size S luôn, eo 67 đổ về, 90k, mã ghi. Rất là mới nha, bao mới cho mấy chế. Size M, size M eo này 71 cho đến 76, 60k, mã xám. Con này hiệu Anta size F, eo 59 cho đến 67, hiệu Anta luôn, 70k, mã lỡ. 6XL, eo 78 đến 84, 78 đến 84 là 90k, 6XL nha, mã sọc xanh. Mã xám 60 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa, sọc xanh 90. Một em size to dáng thể thao, cái này chắc của nam quá nó để ép, nhưng mà form này nếu mà nữ thì phải XL dáng thể thao nha. Dáng thể thao cái này eo tầm 79, không, eo này là 73 cho đến 79, 73-79 dáng thể thao, nó rộng rộng này để chạy bộ rồi đó. Đơn cà phê hả, chị đi rồi. Rồi em xem 100k cho mấy chế nha, hiệu Adidas, mã thể thao. Size M eo 69 cho đến 74, eo 69-74 130, mã họa tiết. Đây ren ren gì nè mấy chế, 30k, size M SM nha, 30, mã vàng. Thể thao cho Nguyễn Nhung 100. Rồi có con này giống như cái corset đó, không có mút nha mấy chế, SM 20k, mã kiểu. Con này size L nè, có đơn inbox cho em nha mấy chế, 100k là em ship nha mấy chế. Size L ngực này là 88 đến 93, 8893 70k, mã cam. Rồi con này S, eo 66 đổ về, eo 66 đổ về, 60k, mã cắt. Dưới đây nó cắt sẻ nè. Con này là M nhỏ luôn, FM nha mấy chế, eo 64 cho đến 70, eo 64 đến 70, 80k, mã 70. Quần này như thể thao nè, xuông xuông nè, cho chế nào nó để M mà tầm L nha, em để 35k cho mấy chế luôn. Eo 73 đến 78 quần xuông xuông nha, cái phương tông nó sẽ là 35k, mã xuông. Size XS, con này eo 55 cho đến 64, 55-63 đi size XS nha. Đơn 500k chuyển khoản miễn ship nha mấy chế, kiểu nè. Size XS nha, 80k luôn, mã kiểu. Mã kiểu. Con này size S luôn, eo 59 cho đến 67. Thấy nó cắt kiểu model luôn. Cái này là nó cắt luôn nha, nó không có lưới bên trong, kiểu nó cắt vậy đó. 59-67 size S đó, 90k, mã cắt. Cắt hoài ta.
Em này size L nè. Size LL này là 74 cho đến 73, 78. 100k. Mã hồng L. Một em chất mịn cạp cao size F, eo 58 cho đến 67. Không có chun mông. Có nhưng mà chế hỏi chỗ đó em đâu biết size, nó chỉ có một hai cái thôi. 5867. 110 mã mịn. Rồi sale 35 cho mấy chế luôn, size F mã khóa. Rồi con này M luôn nha, eo 67 cho đến 74. 6774. Cho mấy chế 70k nè, mã phối. Một con một tay tay size S là ngực 83 đổ về. 60k mã tay. Con này S ngực 84 đổ về. 50k luôn, mã xanh. Size M. Size M ngực 87 đổ về. 50k mã sọc. Phối 70 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Size ML. Eo 71 76. Eo 71 76 nè. Con này chất đẹp cực kỳ, 90k mã 76. Con này sao nó dính chữ rồi. Cái này nó bị dính chữ của cái Adidas nè. Nó dính chữ của cái hiệu nào qua nè, giặt một hai lần là nó ra đó mấy chế. 76-90 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Con này là size L nhưng mà tầm M là được nha. Eo 70 cho đến 70, 71, 76 nha. Cái này giặt nó ra đó mấy chế. Cái này nó mới dính 90. Nhưng mà em báo nè, cái sọc bên đây nó bị cắt rồi nha. Nó lại nó ba cái đường mà nó cắt hết đường. Adidas này em xem mấy chế 70 luôn nha mấy chế. 70 mã H70. Con hiệu Domios này size S. Eo 58 cho đến 66. 100k. Mã hiệu S. Ôi con ngố này xinh quá mấy chế, không lấy. Eo 65 cho đến 71, 90k. Mã lá. Hello chế. Con ngố kìa. Size ML eo 72 đến 77 nè. 60k, mã 77. Mã sọc 70. Ủa áo sọc hả? Áo sọc 50. Lá size FM. Có chun mông hả? Chun mông ngố em có con 150 của Hậu Lâm. Trời ơi, lên hai con ngố đây. Hiệu Úc nè. Con này nó để ép nhưng mà tầm M á. Phơm Úc này nó to nha, 100k nè. Cái này lấy thì ok nha chế. Eo nè, em đo eo cho. Lá FM nha. Cái này nó để ép nhưng mà là cái eo nè. Eo nó căng ra tối đa tới 75. Nói chung tầm 74 là được. Ok, lá là 90 cho Hồng Nhung Lê. Vậy lên cái này nè chế. Ok, 100k. Nói chung eo này là 68 đến 74 là đẹp. 75 cũng được, 75 thì nó hơi ôm nha. Cái nào ta? Nãy giờ em lên mấy chế không lấy. À, vậy là cho tươi nha. Tươi Trần 100. Hồng Nhung Lê là nhiều. Cái đó của tươi Trần rồi mấy chế. Hồng Nhung Lê 90. Em còn con ngố nữa nè. Ngố nãy dục đâu rồi. À con ngố này giống như là size ML á. Eo này 70 cho đến 76. Cái này giống như người ta ta cắt lên á, cái đường may nè. Mình mặc vô nó căng ra là ok, không có gì đâu. Đó, chất mịn á, chất lulu á. Này 70k nha mấy chế, 71 76 nha. 70k. Không, em không có đâu. Cái hàng xã này làm gì mà có tông cam Halloween.
Rồi con này size ML nè. Trời, em gửi 2X. Cái này tầm size L nha. Eo này 76 cho đến 81. Nó để 2X. Eo 76-81. Mới lắm luôn, 100k. Mã 81 81. Ôi em này đẹp nữa nè. Size M. Chất lu lu nữa nè. Size M chất lu lu nữa nha mấy chế. Rồi em này 100k luôn nè. Mã xanh. Quần em chốt size M nhỏ. Đúng rồi, eo tầm bao nhiêu em cứ báo đi, chị đo eo cho nó chắc nha. Đó là chị nhìn qua cái kinh nghiệm của chị là eo 65 cho đến 100. Ủa quên. Đúng. Ủa cái mã sọc gì cho ấy chưa? Xanh 100 cho Thùy Linh. Cái gì đang nói gì ta? Eo 65 cho đến 71. Vì khùng. Size S nè, cái này ngay cái này là ngay cái bụng nó là cái sơn á, nên mặt căng ra nó hơi răng răng nha. Cái eo này 55 cho đến 66 nè. Em xem mới chế 60k luôn đi, mã phối. Xanh của Thùy Linh nha. Trời ơi, em hỏi chị đâu biết em sai gì. Giờ đưa lên ai lấy ra, ai vừa thì lấy, em đâu có biết mấy chế. Tại vì cái đó nó trùng hợp, nó là quần ngố chứ em đâu có biết sai gì. Rồi con này SM nha, người 85 đổ về nè, em sale mấy chế 45k. 45k mã sale. Đây con này size S, eo 55 cho đến 66. Nó rất là mới nhưng mà tại vì cái sơn này nó ngay cái chun á, mình căng ra thì nó hơi răng nhẹ nè. Đó, size 60k luôn á. 45 cho gió cuốn. Size M. Con này là hiệu Sifila luôn nha. Eo 70 cho đến 75. 70k mã trắng. Con này size S luôn. Eo 55 cho đến 66 size S nè. 80k mã xám S. Em còn nè, màu cam nè, chế nào? Sifilai luôn, size XS. Sifilai size XS, cái eo này là 55 cho đến 64. XS nha mấy chế, màu tây luôn nè. 100k luôn. Mã nâu. Tâm ồn, tâm ồn. Mã nâu, mã nâu. Rồi size S nữa nè, S này S nhỏ nè, eo 55 cho đến 64 nè. Dưới đây nè, cắt xẻ là 80k, mã 64. Rồi SM nha, ngực 86 đổ về 35k, mã cài. Size M dáng rớp tớp, ngực 81, này 82, 87 nha. 83, 87 đi. 70k, mã crop. Ôi, ngơi áo này xinh quá, mặc đi chơi đồ được luôn. Size S ngực 83 đổ về nha mấy chế, 80k. Mã ba lỗ mới nè. Mới nãy hôm nay em quên lao camera. Mã ba lỗ. Rồi, một con quần hiệu của Úc là size SM. Eo 66 cho đến 73 SM. 66-73-160 mã hoa. Chất cận chất là mặc vô dai đẹp lắm. Phơm siêu đẹp. Đùi sang ML. Eo 74 đến 78 là 65k. Mã 78. Hoa cho Nguyễn Liên nè. 78. Con này là size L. Eo 76 cho đến 80. 60k mã phối. 160 under của em nè. SM eo 70 đổ về nha. Eo này 73 đổ về. SM eo 6773 6573 cũng được nha. Đó, xinh lắm. 80k đi. Mã H80. Size XL eo 80-85. 70k
mã lá. Con này đẹp nữa nè mấy chế, con này hiệu của gì đây em chả biết nhưng mà nó đẹp lắm. Con này tầm size ML. Con này ML nha, eo 76 cho đến 80. Ủa quên, ML eo 74 cho đến 78. Nói chung tầm 75 là mặt đẹp, 90k. Mã đắt chéo. Em lên xem kẻ nha mấy chế. Con này nó để 2X nhưng mà tầm size L thôi. Eo này 81 đổ về mặt đẹp. Quần ngố nữa là 65k. Mã 65. Size S 50. Mã xanh. Con này size S luôn, 35k. Mã tương tác. Nói chung nó cũng rất là mới mà nhiều em sale thôi. Size M nhỏ 40k, ngực 86 đổ về mã 40. Size S màu cam là mới cống luôn, 70k. Mã cam. Size M ngực 83, 87, 60k. Mã sọc xanh 40. Cho gió cuốn. Áo ống size M 10k. Mã dài. Con này còn nguyên tem size S nhỏ nha, ngực dưới 80 á. Còn tem mới là 60k. Mã mới. Thế nào mặc áo giữ nhiệt hoặc là áo kiểu áo tập, áo bơi gì cũng được nha. Chất là chất tập. Tầm size M 60k. Con này hiệu nè, 60k. Mã hiệu luôn. Con này size M luôn. Size M 55k. Mã M 55. Rồi con này nó để L mà tầm M luôn. SM ngực 81, 86 co giãn tốt, 87 bon chen. 50k. Mã sọc xám. Con xám này tầm size 4, size S lớn. Ngực 78 đến 84. Ngực 78, 84 nè, 65k. Mã 65. Hai chế đẹp. Hôm nay mấy đứa em ruột của em nó có đi không chế? Con này nó đánh M mà tầm S là được. Ngực 83 đổ về hiệu Nike nè. Rồi cho mấy chế con này 70k luôn đi. Mã hiệu xám. Hồi sáng định đi, xong mắt đi cập nhật cái căn cước công dân, mệt thì chết. Size M lớn. Ngực 84 cho đến 89. Có cái khóa phía sau nè, 50k. Chúng, ngày mai em đi. 50k, mã đen 50. Cái này phải chọt qua 357 để phá đám đồ chơi. Cái này là size S. S lớn, SM, eo 69 đổ về mặt đẹp. 80k. Mã chữ. Tiếp tục size M nha, 50. Mã sọc đen. Đây, cổ yếm size S lớn là ngực 78 đến 84. Siêu đẹp luôn mấy chế, 70k. Mã yếm xanh. Yếm xanh nhảy quanh hòn đá. Ơi trời ơi, em còn cái đùi nè, hiệu I body. Em quên mất tiêu. Size S. Bữa kiện Úc em nhiều lắm mà em bán đợt á. Bắt đầu đem cất. Cất lâu lâu lấy ra. Rồi con này cái eo là 67 cho đến 73. Tầm SM á. Tại vì nó co giãn nhiều. Hôm nay body mới cống mấy chế ơi. Mới lắm luôn, 110. 110, mã 11. Eo 75 không vừa em ơi. Đúng 75 ngay cái rốn hay là ngay cái trên cái rốn vậy em? Chị đọc eo là eo trên rốn á. Đó, cái này nếu mà em thích mặt ôm thì được nha. Hậu lâm 11 cho chế Trần Thị Nhuần, 110. Cái đó em thích mặt ôm thì được. Đùi trắng tinh size S mấy chế, 70k, eo 60-67 nè. Eo trên rốn đúng 75 luôn hả? Là mặt hơi ôm chút.
mà để chừng 21 giảm cân là vừa. 70k mã lưới trắng, chứ em mặc size con này size LXL nha, eo 79-84. Ờ quên, eo 79-84 nè. Ôi chất mịn cạp cao siêu đẹp luôn, 100k mã cao. Lại quên size S đây nè, cho eo 55-64, S bé 100k mã xanh cao. Cái này ai mua cho bé không, 20k đi, bé 30kg đổ về, mã bé size L nhỏ, eo 74-78, 73-78 nha, 80k cái đó có người lấy rồi, 80k mã tiêu, cái đó nãy có người lấy rồi chứ, nãy em bỏ sót hàng nhiều, em lâu lâu em dọn kho lại em thấy sót đồ. Size XL ngực 91-96, 50k mã hai màu. Size S nữa nè, 40k mã khóa đen, 80k hậu lâm nè con, về chủ cũ hôm qua 90-80. Rồi con này size S nữa nè, ngực dưới 80 nha, nhỏ nhỏ em sale để mấy chế mua cho bé cũng được, 35k mã sale. Rồi SM nè, 20k luôn đi, mã 20. Con này là LXL nha, nó là XL nhưng mà tầm size L. Ngực này 87-91. Cái viền này nó hơi nhạt màu hơn cái áo một tí xíu nha, 50k mã liền trắng. Nói chung mình mặc vô là nó vẫn ok, không có cái gì đâu nha mấy chế, nào tí xíu là em bán mấy chế thôi chứ nó rất là ok con dê. Size M cổ yếm, cái này không phải hiệu này, 40k mã yếm. Size S ngực 80 đổ về nè, hiệu nay là mút liền là 100k mã caro. S ngực 83 đổ về nè, 40k mã phối hồng. Có chế nào size to không? Có con hoa hoa này size XL nè, cũng hiệu của Úc nè. Em này 81-86, 80k mã 86, yếm 40 cho Nguyễn Nhung. Tiếp tục con này size L luôn, eo 74-78, eo 74-78 100k mã 78. Đùi của Under này siêu đẹp mấy chế, của NB. Size M eo 71-76, nó là lưới đục lỗ nè, hai lớp. À con này một lớp nha mấy chế, ôi đẹp quá mà có một lớp thôi, 60k nha, mã N60 siêu đẹp nè. Chứ nào hỏi tăng em không có tăng, chỉ có mấy cái này thôi. Size SM nè, 60k mã sọc hồng, những cái nách nó khoét im im. 60 rồi, anh này là size LL 73-77 nè, cạp cao là 100k chun mông hay gì nè, đó 100k mã 10 sọc hồng cho Amita. 60 này ngày mai đem qua. Cái gì con? Đúng, quần Adidas SM eo 65-70, quần lỡ là 70k mã sọc cam. Con này SM luôn, eo 66-71, 90k mã xám. Đó đó, có. Bây giờ quên chưa đem qua. Ừ. Ở kia, cái kia là của Tâm lại, đi qua tới đây lấy. Rồi hiện nay nè mấy chế eo 73-77 nha, size L nhỏ đó, 120 mã hiệu đen. Hiện nay size S luôn, S nhỏ eo 65 đổ về, 70k
không, cái tem này nó bị ấy ấy xíu, 50k hả, 50 gió này FML71 đổ về 50 mã gió xám, con này cũng FML70 đổ về 40k mã chữ, size M L6773 65k mã beo, bèo 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 bèo. Có chế nào size to thì ới ới em. Eo có thôi, xem lại mã gió xám. Gió xám 50. Size SM á, eo 72 đổ về. Rồi một con này size SM luôn. Ngực 85 đổ về. 35k mã ren. Cái này da cá nè, size M. 40k luôn. Chất da cá nha, ống đứng 40k mã đứng luôn. Rồi váy nữa đây. Váy Hiệu Anh Ta size L mà tầm form M thôi. Eo 69 đến 74 nha, Hiệu Anh Ta luôn váy nè. 80k mã váy. Mới dọn nên nó lòi đồ ra nhiều. Size XL nè, quần lỡ nha mấy chế. Eo 81-86. Eo 81-86 cho mấy chế, con này 75k. Mã phối xanh. Phối xanh. Con hiệu rất view nè, size này nó để L mà tầm M thôi. Eo 69 đến 73. 40k. Mã xám. Mấy con Lulu răng tem rồi mấy chế. Bán theo giá bình thường thôi. SM 6672. 6672 80k. Mã 72. Tiếp em này cũng là size M nhỏ luôn. Eo 67 cho đến 72, mông to luôn nè. Chất dày dặn nha mấy chế, 90k. Mã phối xanh. Con này M luôn em, 6672 60k mã phối hồng. 72 cho Nguyễn Liên nè. 80, nãy 90 thì 80 thôi. 80 đi. Phối hồng 60. Con này size S thôi. Eo 56 cho đến 65. 80k mã 65. Phối hồng 60 cho cô giáo một tí. Ôi màu này nó đẹp quá luôn mà nó rơi vô size XL rồi. Eo 80-85 nha mấy chế. 110 mã bơ, màu xanh siêu đẹp. 60 ren size F nè, 30 mã ren. Bơ bơ. Size XL luôn nha, ngực này ta 91 cho đến 97. 91 97 là 70k. Mã 70. Rêu là cái nào chế, mã bơ đúng không? Bơ 110 phải không chế? Size XL nha. Size S là 35k mã ghi. Con này là size S, cái lưới này hơi lỗi một tí xíu đây nè. Mình mặc nó căng ra thì không thấy đâu. 35k luôn nha. Mã liền hồng. Cô giáo 1 tiếng 110. Ủa chế mua cho hả? Nãy có cái quần màu xám đẹp lắm luôn. Size F 30k mã khóa xám. 110 có dùng hả? Ghi cho gió cuốn là 35. Liền hồng cho Hoàng Liên. Mẹ. Con đâu mặc XL. Con dâu. Hả? Ghê vậy? Có con dâu luôn hả? 30k mã khóa sáng. Cái gì? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chế ơi. 30k cho Hậu Lâm. Con em nó nói chế trẻ cả. Liền hồng nãy là của Hoàng Liên 35. Con này S lớn.
đúng rồi, S lớn được 77 78 cho đến 84 65k, mã hồng đậm. Hậu lâm 30, khóa xám 30. Cổng tự động lấy khóa xám nữa hả? Ghi khóa xám cho cổng tự động 30 đi con. Lát thấy mày bỏ vô. Tưởng đâu là máy gì nó không thấy. Size L cũng lấy không ơi. Ủa quên, size L. Mặc cái áo vest blazer đồ đẹp là 40k, mã ren. Này len to lắm không? Ừ. Hiệu Domios size S 60k, mã sọc hồng. Nè, của gió cuốn nhiều. Cái gì vậy chế? Con gái lớn 30 tuổi rồi. Chế nhiêu tuổi? Mình trẻ vậy. Gió cuốn gì vậy? Gió cuốn là nào đâu? Nè, 35. Sọc hồng là 60 cho cổng tự động. Em gì Hà, Hà Lâm. Con này là size SM 20k, mã xám. Ok em yêu. À. Cổng tự động hôm nay nhiêu được? 60 chứ 54 mình trẻ ha. 20 mã xám. 54 còn trong vòng. Nè, rồi cổng tự động một cái gì đó. 30. Nè, mút liền nè Hoàng Liên. Size SM ngực này 84 đổ về nè. 35k. Mã liền đen. 20 cho gió cuốn. Ghi viền hồng sao em với chế. Viền hồng là cái nào em? Viền hồng có người lấy chưa? Sọc hồng mà. Cổng tự động ơi. Hoàng Liên là 35. Cổng tự động em nói cái nào ta? Cái này hả? Đâu có sọc hồng nào ta? Hồi nãy em có sọc hồng 60 rồi nha. Của em là có cái sọc hồng 60 rồi, còn cái khóa xám để lát chị kiếm sao. Lát chị kiếm sao nha, khóa xám 30 để chị kiếm. Rồi con này của HM nè, size SM. Eo này 65 cho đến 70. Hiệu HM này mới chế 130. Cái này ha em, 130 của HM lấy ra thì ok nha em. Còn con này là size L nè, 20, mã cam. Ok. 130 cho cổng tự động. 20 mã cam. Liền hồng size L ngực 87 đến 93. Cho mấy chế 60k luôn. Mã hồng nhạt. Con này M nhỏ nè, ngực 80 cho đến 86. Tầm 85 là mặt đẹp nha, mấy chế M nhỏ mới cứng luôn. 80k. Mã mới. Con này size S chất su lạnh nè. Size S nha mấy chế. Ủa? Cổng tự động chưa nhận được hả? Size S nè. Mã cái này 70 mã áo. Em chấm inbox coi để chị nó nổi lên nè, chị tìm số điện thoại coi. Lâu lắm rồi mà ta. S luôn, ngực này là 82 đổ về nè. 45k mã phối. Size L, hello chế. Size L 35k mã xanh. Đây một con size S hiệu Sifi Line mới. Hiệu Sifi Line size S nè. 75k mã hiệu S. Em có con này nó bị dân. Bị giống như là nó xức dây thun, dục dây thun trên cái cạp á. 35k cho mấy chế size ML eo 72 77 nha. Mã 35. Đây size XL nè. Hiệu của Úc luôn. Eo này 79 đến 85. Cái này nè, nó bị thay vì đây là cái cọng chỉ để may vô á, nó bị sức cọng chỉ về mình kết lại là được. Ngoài ra cái quần rất là đẹp nha. Em xem mấy chế con này 70, mã hiệu xám. 35 cho Hoàng Tuệ Đan. Còn đơn
Đây Adidas XL eo 80-85. Eo 80-85 110. Mã sọc hồng. Ôi, hiệu Bing Victor đây. Thế nào lấy em mới xả ra đó. Nó đánh XF. Không có màu cam. Nó đánh XF nhưng mà eo nó là 60. 60 cho đến 70. Hiệu Bing Victor. 145. Mã L45. Nó làm nó để XF nhưng mà tầm F nha mấy chế. Size L. Size L ngược 9296. 35k. Mã chữ to. Màu cam mà vô mấy ngày này làm gì còn mấy chế ơi. Con này hiệu Domios size F ngược 82 đổ về. Cái viền này nó hơi nhạt màu hơn cái áo một tí xíu. Em cận chất cho mấy chế nè. Đó. 40k nha, mã họa tiết. Chữ to cho Hoàng Tuệ Đan 35. Em có cần cắt nhét mút không em? Mấy con hiệu Cham này nó ít có mút. Hoàng Tuệ Đan 35. Con này size M ngược 83 87 mút liền cúp B. 50k mã liền sáng. Con này cũng là size ML nha. Ngược 84-88. Hôm qua quên dự phòng gáo hiệu đen đó cho cái bạn kia. Cuối cùng bà đó lấy đủ đơn. Ngược 84-88 ML. Cái này cho mấy chế 80k. Mã trắng. Nó rọc cái đường ở bên trong để nhét mút đó. Hàng Mỹ nó có sẵn cái khe nhét mút lắm. Mà nó hai lớp, mình rọc một đường mình để mút vô. Size ML luôn, ngực 83-88. 30k. Mã 30. Con hồng này mút liền. Độ mới không cao. Em sale mới chế 20 thôi. SM nha, mã 20. Eo bao nhiêu? Eo bao nhiêu là cái gì? 30 cho Hà Lâm. Hên quá chị chưa đi. Eo bao nhiêu là cái gì hả Hậu Lâm? Size SM ngực 84 đổ về 35k mã 84. Đây là Hà Lâm đúng không? Ừ. Nhiều. 20 nè cho Tiên lên 30. SM eo 65 cho đến 71. 70k mã phối. Size này nó đánh L mà tầm SM thôi, eo 70 đổ về nha, quần lỡ là mấy chế 70k mã lỡ. Size này S một lớp nè. Size S một lớp 35k mã sọc. Yeah. Hậu Lâm hỏi đâu cái nào ta? Size con này hai lớp. Con này SM luôn nha, cũng 35k đi, mã viền xanh. Size S luôn, eo 55 cho đến 65. Phối lưới phía dưới nè. 100k mã lưới sáng. Size L. Size L eo 74 cho đến 78, 90k. Mã 90. Màu xanh đen này, size F là 40k mã xanh đen. À, Hậu Lâm bao nhiêu cái? Sao lại em không có chụp hình lại nha mấy chế. Con này ML nè, ngoài sau này nó hơi nhăn nhăn. 8 áo một quần nha em, hơi nhăn nhăn tí xíu nè. Đó, em bán 20 luôn nha, size L ngực 8792. Thấy chưa? Đọc số đo y chang luôn. Cưng gương ghê chưa? Chứ nhiều chế không nghe cứ lấy không đúng rồi về bắt đền. 20k nha mấy chế. Ngực 8792 tại vì chị cũng là đi tập, chị mặc chị biết. 20k mã 92. Với người thích mặc ôm mặc rộng nữa, mình tự gia giảm theo cái số mình thích đó. Size SM 30 mã dài. Size S ngực 81 đổ về.
35k mã chữ xanh, 20 mã 92 cho tuệ đen. Size M 35k mã kiểu 20. Size ML 30 mã xám. Con này size S 20 mã hồng xanh. Cái này chữ xanh nha, chữ xanh đúng không? Size S ngực 81 đổ về nha. Cổng tự động nè, 35. Nên em mới khuyến khích mấy chế nhận hàng coi cái size em đọc sao đó, mình tự gia giảm thì về mặt ok hết. Size S 30 mã ren. Một con hiệu under nè, size S M. Eo này là 63 cho đến 70, quần dài luôn. Xuân Phương đi chưa mà? Xuân Phương chưa, hôm qua có một cái áo. 150 mã hiệu. Hồng size S nha. Hồng 20 size S. Cái này ML mặc được, ngực 90 đổ về. Một con hiệu Cham là 20 size M. Mã đen. Quần này là ML. Eo 7377. 90k, chất này đẹp lắm nha. Mã túi. Con này size L, eo 74 cho đến 78, cạc cao 100, mã xanh đen. Size LXL, eo 78 cho đến 84, hiệu của Kalenji 100k, mã sọc xanh đen 100 cho cô giáo. Trời ơi, quên thấy rồi nha. Rồi cái này size S nè, nó có cái bo bo, nó là chất tập nha mấy chế. Có cái bo kiểu kiểu nè. Cho mấy chế con này 70k mã bo. Xanh đen mới hết rồi Thùy Linh ơi. Rồi em tương tác con này cho mấy chế 35 luôn, nó dính vết mực đây nha. Size SM ngực 82 87. Ủa dính mực đâu rồi? Đây đây. Về giặt sơ giùm em nha. 35k mã cài sau. Size L. Size L chất gió, hiệu anh hiệu Danskin. Eo 74 cho đến 79. 60 mã cạp xám. Cài sau cho Hoàng Liên 35. Hiệu Domios SM eo 71 đổ về nè. Eo 71 đổ về. Hiệu gió rất là mềm luôn, 70k. Mã hiệu Liên Hoàng kia đó. Size M eo 66 đến 72, 65k mã lưới. Size L, LXL eo 79 85, 50k mã phối. Phối ngoài em có cái mã phối em làm hoài mới chết. À con under nè, con này SM nha. Cái này nè, cái viền nó giống như nó hơi cớp cớp ở đây nè. Ngực 83 đổ về. Đó chế nào nãy rồi, cam cam. Phải cam này không? Hồng chứ không phải cam. Ngực 84 đổ về SM á. Căng ra thì không thấy cái cớp cớp nha, nhưng mà em báo. Rồi em để mấy chế con này 70 nha. Mã chữ. Size LXL eo này 77 83. 7783 35k mã cạp xám. Chữ cho Hồng Nhung Lê 70. Con này nó để L mà tầm S thôi, size S thôi nha. Eo 58 cho đến 65, 80k luôn. Mã nhỏ, S nhỏ nha. 80k mã nhỏ. Em còn mớ áo khoác gì tùm lum.
Con này cũng FM ngực 86 đổ về 35k mã quay. Con này là size S nè, cổ yếm nè, ngực 80 đổ về 35k mã yếm hồng. Con này là size M 30k mã xanh. Cổ yếm size SM 35k mã yếm đen. Con này size M luôn, 35k mã sọc xám. Size S 35k mút liền mã sọc xanh. Sọc xanh sọc xám. Tiếp tục thể thao size ML nè. Cái này của Zara luôn, mới chế eo 74-78 nha, 90k. 90k mã 90. Mã xanh này hả Hậu Lâm? Đúng ok nha em, 30 nè. Có size XL của Under. Eo này 81-86, size XL, eo 81-86, dài liên men. To to sale cho mấy chế 90 mã to. 30 cho Hậu Lâm. Thôi con này hiệu Domios nè, rất là đẹp luôn, size M. Eo này 70 cho đến 75, chất rất là mịn, 90k. Mã 75. Con này nó để M mà tầm S thôi, eo này 63 cho đến 69. 100k mã xám kiểu, cái chân kiểu nè. Đây có một con XL này chất đẹp nè. Eo 77, 78 cho đến 84, co giãn tốt. Hiệu của Domios là 100k. Mã nâu. Size S hiệu Gap. Eo 58 đến 64. 120. Mã 12. Này XS nha, S nhỏ đó. Eo này 61 đổ về nè, 60k thôi. Mã nhỏ. Ơi chế, chế nhuận có con hiệu Nai nè. Size XL nè, mua về cho con dâu đi. Trời nó cưng bà già chồng dữ luôn. Hiệu Nai nè, chế 190 nè chế, rất là đẹp, mới dữ lắm luôn. Eo 77-83. Mới lắm nha. Mã XL. Size S nè, 35k mã hồng. Con này một lớp size L nha. Dính dơ dơ một xíu, xem mấy chế 35k mã xanh. Nó không mặc hoa văn hả? Khó ha. Con trai 30 tuổi hả con gái? Rồi 35k nha mấy chế, 3 cái 100 nha mấy chế. Cạp cao nè, size L, XL. Eo này 82 đổ về mã 82. Cho 5 phút quảng cáo. Size S, M, eo 70 đổ về mã viền hồng. Mẹ lẫn nó lại đi con. Size M nè, nó để L mà tầm M thôi nha. Eo 75 đổ về mã 75. 60kg XL nhỏ được. Size S, M, eo 70 đổ về mã cạp xanh. Rồi con này size L, eo 81 đổ về mã 81. Size S mã cam, trời ơi, đồ nam bự em nhiều lắm luôn. Size M mã viền trắng. Size S, M, eo 70 đổ về mã cạp cam, 35k cái, 3 cái 100. Size S, eo 65 đổ về mã 65. Size M, eo 74 đổ về mã hình. Con gió này 40, size M 40, mã 40 luôn. Eo 73 đổ về. SM, eo 70 đổ về mã đen. Size S, eo 66 đổ về mã ngắn. Size XL nè, eo này 77-82 mã 82.
Hôm nay chơi em chân ta size S cạp cao mã cạp hồng, em 67 đổ về. Size S luôn nha, mã cam S. Size M, mã viền xám. Con này là size M luôn, eo 71 đổ về, mã viền trắng. Còn con đẹp không có mấy chết. Size S nè, mã xám S. Size M, mã cạc xanh. Quá trời quá đất mà không dính cái nào chưa mấy chế. Rồi em tiếp tục lên. Đèo với beo, xèo xếp xèo. Đây SM35K. SM35K nha. Mã khóa viền trắng nè. Nguyễn Hải Patin. Cái quần là đùi là 35K, 3 cái 100. Khóa là 35K cho Xuân Phương. Khóa chỉ còn màu đen lấy không Hậu Lâm? Khóa chỉ còn màu đen viền hồng ở quên, viền nâu. Con này size LXL ngực 90-95, hiệu US Pro luôn nè. 45K, mã trắng. Ok. Con này 20K, chất su, ê mưa hay gì vậy? Size XL, mã su. Kìa kìa con lấy cái áo đó đi. Size F ngực 84 đổ về 50K, mã lưới. Crop top size L 35, mã crop. Một con NB size S là mới cống luôn, 40K, mã N40. Con này cũng là S luôn, S lớn được 83 đổ về 40, mã khóa hồng. Nè Hậu Lâm 35. Rồi con này 30 thôi, mã hồng 2. N40 nè, cổng tự động nè. Size S nha em, ngực 82 đổ về nha. Khóa hồng nữa là size S luôn nha, 40 luôn. Khóa hồng hết, cổng tự động luôn. Hồng 2. Em có con hồng size S rồi đó. Hồng 2 này 30. Cổng tự động ơi, có con hồng S rồi nha. Size S mút liền. Nói chung cái số đo em đọc á mấy chế, cái dòng 1 nó bao nhiêu á. Còn cái ký không có chính xác được nha, em báo số đo rất là chính xác luôn mấy chế. Đây. Ngực 81 đổ về, lưới lưng rất đẹp luôn. 50K mã lưới. Hai con này cũng tự động 40. Ừ. Rồi con này size S luôn, ngực dưới 80, chất nó dày á. Cổ yếm nè, 35K mã yếm đen. Cái này size M, cái này nó không mới bằng cái kia nên là nó 30. Nói chung là nó hơi bẩn bẩn thôi, giặt sơ cái viện ngoài sau á. Còn cái con 40 nó mới lắm luôn. Lưới 35, ổ lưới 50. Cái này nếu mà 1m6 á là 45kg đổ về nha mấy chế, size S đó đó. Tùy theo chiều cao nữa. Nên em không có đọc không có đọc cái gì đó. Lấy luôn con này hả? Con này xem M nha. 30. Cổng tự động. Con này size S nè, con này không phải hiệu đâu. Em để cho mấy trái 20 luôn đi. Mã 20. Đúng rồi, em đọc size S là ngực 80 mấy đổ về mà. Mấy chị phải biết số đo của mấy chị. 50kg phải mặc M mới được. Mà tùy chiều cao nữa, nếu 1m50 á hả, phải mặc size L. SM em size 35 luôn. Mã sale 20 cho Hoàng Liên. Vậy em có lấy con S40 không em? Không lấy thì chị để qua cho bạn kia nha. Con size ấy á, sale này cho Xuân Phương 35. Con này size M em 6773. Em có lấy con 40, không lấy thì chị để bạn sao?
80k mã lưới. Ok, lấy hai cái nha. 50kg mà 1m6 thì mặt mờ, tại phơn nó nhỏ. Rồi, con này FM nha, eo 65 cho đến 71 là 100k. Mã tím cao. À, đúng, có nhiều người mua về lấy động lực, hơi ôm xíu. Ta thích mặt hơi ôm ôm để ta có động lực, ta giảm cân. Một con hiệu của Zumba nè. Size M. Mã tiết hoàng mèo không? Cho mấy chế cái này 120, eo này là 67 cho đến 72. Thôi đi ra góc độ cho đi nghi. Có mấy cái đồ tập thôi à. Mấy cái rổ dục vô. 120 mã họa tiết. Lấy đại cái rổ trong đây nè, FM. Eo 63 cho đến 70 của Under nè. Cái vạt xéo xéo nè, 170. Mã 17. Còn size XL to nha. Chưa có soạn, chưa có đem đồ vô. Đây, áo này mặc áo bra áo ngực là mấy chế 20. Đúng rồi. Thì em 52kg, 1m6. Nhưng mà em thích mặc ôm thì mặc S. Mà S nhỏ em không có vừa. Mặc S trũng. Tùy S lớn, S nhỏ. Hiệu van coi gì nè, mấy chế xịn luôn nha. Size M. ML gì đó không biết, 20k thôi. Áo bra nè. Mã bra 120 nè, cho cổng tự động. Áo kiểu nữa nè, mấy chế 20k. Mã xám. Bra XL nữa nè, 20. Em 1m58, 49-50kg mặc size M là được. Có thích mặc ôm thì là S, nhưng mà M là ok nhất. Tại vì M phơm nhỏ là ngực tầm 85 là ok. XL 20 mà XL. Không, chị còn mặc XS được mà em. Tùy phơm. Nói chung nếu mà mình mặc thích mặc ôm thì người ta đọc số đo 85 đi. Mà ngực mình 88 mặc cũng được. 85 cho những người thích mặc vừa vặn. Size ML. Eo này là 70 cho đến 74 nên nó mới nói là tùy theo người thích mặc rộng mặc ôm, chứ theo cái số ký không có chuẩn. Mới đẹp nha mấy chế, 80k. Mã xám. Mưa. Size S luôn. Eo này 59 cho đến 65. Với lại cái dáng người nữa. Dáng người mở nhiều hay là xương to nữa. Eo 59 cho đến 65, 80k, mã khối xanh. Cái này của rồi, chừng nào mới nâng. Xương to thì là thí dụ như chị eo à, chị là xương nhỏ nhưng mà mở nhiều là chị nhét vô được, xương to nhét không được. Nói chung xương to là lấy đúng size, xương nhỏ mới nhét được. Vô đâu? Nhà? Không. Đem ra chứ chung. Mưa rồi đó em. Ờ chắc ai thấy mưa đó. Rồi con này của cổng tự động luôn rồi nha. 80 với 120. Trời mưa. Size S nè. Size S eo này inbox cho chị đi, chị chép cái số điện thoại đó. Eo 55 cho đến 65 nè. 110. Mã phối lưới. Phối lưới. Rồi con này nó để size không thấy luôn. Này tầm size M quần lỡ nha mấy chế, eo này là 70-75. Thấy Lê Mỹ Linh nha, eo 70-75. 80k, tại vì em like hai máy á. Nởm comment em mắt đọc máy phụ em ít có nhìn lên đó. 80k. Mã phối xanh tổng cái đó 120 kia 80. Rồi nè, chế Nhung ơi, mua cho con trai. Quên lộn.
chế cô giáo ơi, không có áo có tay. Áo có tay chỉ có một hai cái mà nhiều khi đâu có trúng size của mình, mà lỡ trúng size thì mua được có một cái em cũng không có ship. Nên là mua cái gì còn quạt mai em lấy cho áo có tay. Chế ơi, mua cho con trai đi. Cái đó eo 95 tới nói chung trên dưới 95 á, 50k. 120 mấy ký hả chị? Nãy chị nói nhiêu? Eo này 100 á, eo. Nãy nhiêu? 50. Con này SM nè, eo 65 đến 70. Có đơn đi để mấy môi ra được mấy chị. Nó có một cái hay cái không biết có trúng mình không nữa, nên em không có thời gian em lôi nha. Em like những gì em đang có thôi. SM eo 65 cho đến 70 nha, 80k. Mã chữ xám. Ok cô giáo, em có nhiều cái bự lắm cô giáo, lấy không? Lấy không lựa đi, em để 35k thôi. Em tưởng đâu ấy, hôm nay em cũng có luôn. Con này M nha, eo 70-75 là 50k, mã gió. Em quăng tùm lum hết trơn á. 80 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Chứ lấy mấy cái, trời ơi size to rất là hiếm, chỉ có kiện Mỹ em mới có thôi đó. Mà to không quá em đem dục thì bán không có lên được. Rồi SM 70k, eo 72 đổ về, mã lưới trắng. Chứ lấy mấy cái báo em. Size S nè, 50, mã xám S. Wow. Alo. À, chị bận rồi em, chị bận em rồi. Rồi ngân hàng. Trời ơi, size to đó đẹp mới lắm, 125 kg, nhưng mà chị lấy mấy cái. Size S nè. Tại vì không lựa nên em bán giá sale. Size S nha mấy chế, eo này là 65 cho đến 73. 72. Mới cứng luôn, 80k. Mã 80. Size F 45k, mã đen. Váy này của cấp 3 size M, M lớn, eo 71-75. 70k. Mấy chế đi đánh gôn, đánh tennis vậy nè. Mã váy. Hiệu nay size S, eo 65 đến 70. Cái móc này không nét mấy, em sale 50. Mã hiệu. S, eo 68 đổ về, mã viền hồng 35k. Trời ơi, đây nè. Cái này giống như đồ bơi hay sao nha mấy chế, size ML á. Size ML. 5 cái 6 cái đi 200k luôn chó chảnh. Size ML đồ bơi này mấy chế, dáng dài nha, 100k. Mã bơi. Cái này chắc nam nữ mặc được quá ha. Em thấy cái kiểu này nam mặc được không ta? Ai lấy thì lên mã bơi nha. Size L 60k, eo 77-81. Eo 76-81-60. Mã 60. Cấp 3. Size trong đây nó để size M. Có đùi nha. Nói chung eo 71 cho đến 75. Nãy em nói nhiều quên rồi đó. Con này nó đánh L mà tầm M, eo 70-74-40k. Mã viền hồng. Có quần bầu nữa đó. Con này cũng là SM, M nhỏ luôn, eo 69-74 luôn. Con này 40 luôn nha, mã xanh lá. Rớp tớp nè, SM ngực 85 đổ về. 50, mã cờ rớp. Xanh lá là xa lắm. Nè, màu cam này được không mấy chế? Con này size S ngực 82 đổ về nè. Ngực 82 đổ về 75k, mã lưới cam. Crop cho Thảo Nguyên 50. Con này cũng SM ngực 85 đổ về 40. Mã sọc xanh.
con này size L nha, ngực 87-92-65 mã liền, mỏng manh xương mai nè, size ML 20K mã mỏng, sọc xanh 40 cho Thảo Nguyên. Mấy chế có đơn inbox cho em nha mấy chế. Size S con này 20K mã ren. Con này SML 70 đổ về 40 mã lưới. Mỏng cho cửa tự động 20. Con này size M. Eo 67 cho đến 73 khối lưới nè. Mới cứng nha mấy chế, 100K mã lưới xám. Con này là size L nhỏ, eo 73 cho đến 78. M lớn bon chen mới lắm luôn. 110. Mã xanh mới. À con chế không thích mặc ấy phải không? 100 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Em định giới thiệu con Lulu mà size XL, size 10 nhưng mà con chế không thích mặc hoa. Size ML ngực 85 đến 90 mút liền. 85 đến 90 mút liền 60K mã hồng kiểu. 110 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Thôi em cũng phải lên một xíu cho nó có đất để diễn. Size 10 Lulu nè mấy chế, mới lắm. Eo này là 81 cho đến 87 nha. 170 mã xịn. Size S cạp cao. Eo 55 cho đến 66, eo 5666. 110 mã xám cao. Size S hiệu Kalenji. Eo 59 đến 66. 80K mã xanh xịn mà 170 cho chế Trần Thị Nhuần. Nó đã lắm chế, vì nó size to. Con này size S này, hiệu XTEP là size eo 58 cho đến 66. 65K mã hiệu. Một con Domios size L 35K. Size L 35K mã 35. Cái nào? Cái mã xịn đó hả? Mã xịn đó size 10 mà. Size 10 size XL á. Tưởng mua cho con dâu. Size M mã viền trắng là 35. Size S mã cạp xanh 35. SM S 72 đổ về 65 mã lưới. Cái này size M eo 70-74 60K mã sexy. S 35 mã viền hồng. Size S 35 mã sọc tím nè. Con này hiệu anh cô của Úc nè, rút dây sạc ra con. Eo 80-85 size XL 80K mã XL. Size ML eo 73-74 cho đến 78 60K mã loan. 35 cho Thảo Nguyên. Cái đó size S nha Thảo Nguyên. Size S ngược 81 đổ về 50 mã dài. Size XL eo 80-84 50 mã 84. Size XL nữa nè, eo 81-86 nè, chun mông nè, 80K mã 86. 86 cơ ra là con mấy lấy hàng vô. Cái này gì ta, lai chưa có chế nào sai to thì to thì ở em. Mét 6 à, dòng 1 tầm bao nhiêu? Xả cho Hồng Nhung Lê cái viền màu trắng. Có đơn inbox cho em mấy chế ơi.
con này size XL nha, nó cũng bị dính miếng mực đây nè, 35k luôn nha, xả một cái đùi màu trắng viền viền nãy đó, 35k mã khóa hồng. Của Nguyễn Hải bắt tim rồi. Đâu hồng nhung lê. Mã viền trắng nãy là hồng nhung lê mà. Nguyễn Hải bắt tim đâu có cái nào đâu. Rồi con này mặc tập mặc đi chơi gì cũng được, 20k ML mã 20. Đây, S nè, mua bé, người lớn gì mà cũng được luôn. Dễ thương lắm, 35k. 35k nó lưới một lớp nha, mã lưới. Đây, xin lô 90k. Size SM, eo 70 đổ về. Mã 90. Rồi xem mời Adidas nữa nè, chế nào thích hiệu màu mè 130. Mã hiệu tím. Size L XL eo 7783. 100k. Mã ngố. Con này XL, ngực này trên dưới 100. 70k. Mã hiệu đen. Con này ML áo bra 20. Mã bra. Đây cái này mấy chế mua cho bé này, trai mặc đi rất là xinh luôn, 50kg đổ về. Tập hiệu Champion 50k. Mã bé. Mã bé. Rồi con này size L. Eo 7377. Hiệu của The North Face là 70k, mã hiệu xanh. Hiệu xanh nhảy quanh hòn đá. Ờ, chế nào XL. Hiệu này XL nè. Mới từng chi tiết luôn. 110 nha. Em này 80, 7984. 7984, 110. Mã hồng mới. À, vậy là cái đó của Hà Lâm mà bữa hổm. Cái đó chốt cho ai? 110. Cho chế cô giáo nè, 110. Cái bữa chốt lộn cho tên gì con? Hà Lâm còn xem không em? Con này xem ML, nó để M mà tầm L eo 75 đến 80. 70k mã sọc. Cái này mua cho bé nha, mấy chế quần ngố. Bé 35-37kg đổ về nè, 35k mã bé. Cái bữa hổm cái màu nai xanh lá mình chốt cho gì? Minh Tâm. Minh Tâm. Hà Lâm. Hà Lâm ơi, em còn xem đó không em? Thấy nhắn tin kìa. Size L, ngực 87 cho đến 93 mút liền, 50k mã liền đen. Đây con này cũng size L là 40k. Eo này là 80 đổ về. 81 đổ về nha, 7681 40k. Mã dây. Con này size M luôn, 80k. Size M eo 67-72. Eo 67-72, 80k. Mã ghi. Size S. Size S eo 56 cho đến 66, màu xám lông chuột, 80k. Mã xám. Con này size M nha, SM eo 65 cho đến 70. 60k mã 62. Ôi em có con này size XL mà tầm L là mặc được nha. Size XL mà tầm L là mặc được, 110. Mới cứng luôn, sọ ngón. Ngực này 92 đổ về nha, ngực 87-92. 110 mã mới. 62-60. Cho Chiên Nguyễn, có đơn inbox cho em nha. Còn con này size S nha. Em có đọc số đo đó, eo 65 đổ về đó. Nó để M nhưng mà tầm S thôi. Eo này 69 đổ về, tối đa 69. Tầm 66, 67 mặc đẹp, 68 cũng được. Đúng ok nha Chiên Nguyễn ơi. 80 á.
cái đó 60 đang nổi cái đây. Adidas size L eo 74 78, 140 140, mã cạp hồng. Ôi con Victor nè, chế nào size M, con này M nhưng mà phơm to tầm L nha. Eo này là 74 cho đến 78 tầm L nha mấy chế. M lớn nha, eo 74 78, quá xinh luôn mấy chế ơi. 150, mã chữ xanh. Này chế em lấy à, em vô siêu phẩm bán 180. Chế nhộn lên nha bạn. Chưa, còn cái trong đó. Reebok size XL eo 80 86, 100k, mã xanh đen. Size S nè, ngực 80 đổ về 35k, mã khóa. Size M luôn. Size M nè, 35k, mã yếm. Size XL ngực 92 97, size XL ngực 92 97 nè. 70k, mã trắng, yếm 35 cho Thảo Nguyên. Con hiệu này size M nhỏ eo 6672. 70k, mã lưới. M nhỏ eo 6672. Con này cũng SM luôn, eo 6570. Con này rất là dài luôn nha, 100k. Mã 70, con nó 35. Đùi một lớp lưới siêu đẹp. ML 35k, mã lưới cam. Một lớp nha. Chế nào sexy không của Victoria là 70k. Nó để XS mà tầm S vừa nha. Mã hiệu của Victor đó, này vô store mua 900 mấy nha chứ. Con này S luôn, SM, eo 65 cho đến 70. Eo 65. Mã lưới cam. Eo 65 70 100k. Mã kiểu. Mã lưới cam phải không chế ơi, lên đúng mã em mới biết đường lấy nha. Này hả? Này là đưa vô dạng một lớp á, đưa xa xa gì thì nhìn nó thấy, nhưng mà chị mặc là nó dính vô cái người chị đâu có thấy đâu. Size S dáng crop top là 60k, mã xanh kiểu. Ủa nãy chế có lấy mã ghi không chế? Chiên Nguyễn ơi. Size L nè. Size L eo 74 đến 78. Mấy chế nghe số đo nha, tại vì cái size nó mỗi cái hãng nó đều size khác nhau á, mình cứ nghe theo số đo là ok. Có cái M lớn, M nhỏ, L lớn, L nhỏ nữa, mình nghe số đo là ok nha. Cho mấy chế con này à, 75k, mã 75. Nè, như con này nè, nó là size S nhưng mà nó tầm M lớn luôn á. Eo này là tầm 70 cho đến 76 mặc được luôn. Cái này nó làm cái viền màu nổi lên nha, 100k. Mã tím. Hay một con size S nữa là 60k. Ngực 82 đổ về, mã hồng kiểu. Chiên Nguyễn hỏi sao không thấy trả lời vậy. Size S eo 60 cho đến 67. 60k, mã 67. Tím này à, em để cho Chiên Nguyễn cho chế đó đủ đơn, dự phòng cho chế nhuần nha. Nếu chế đó không có inbox là em gửi qua cho chị nha. Con này XL nè. XL còn tem mới, em thấy chế đó nó comment mà em hỏi gì cũng không trả lời, em cũng không biết. Nhuần đó nè. Cho Chiên Nguyễn đi, dự phòng cho chế nhuần. Con này XL cái đó 100k. XL ngực 90 95, 90 96, mới luôn, 80k, mã mới. Con lưới hiệu Cham nè, hai nó là hai lớp á, nhưng mà nó như là tính một lớp thôi. Đó.
size L, eo 72 cho đến 77 50k. Mã hiệu. Cái xám nó chim Nguyễn. Mà hỏi cái ghi mà không thấy trả lời. Mã hiệu 50. Xám ML nha. Cho Hồng Nhung Lê. Mấy chế có đơn nhớ inbox cho em nha. Rồi size S, M, eo 71 đổ về. S lớn, M nhỏ. Eo 65 cho đến 71, 80k. Ok ok, 80. Vậy là chế có hai cái quần thôi nha. Mã HT. Hồng Nhung Lê 50. Con này size S là eo 56 cho đến 65, 66, em 56, 66. Rất là mới luôn. Cắt xẻ dưới là 90k. Mã cắt. Size M 50k. Mã xanh. Cái đó có dây rút đúng không? Cái màu xám đó. Có đúng không? Con này là size S được 80 đổ về cổ yếm nè, có dây rút nha. À, coi chừng nó mặc được hai mặt. Đâu lật mặt kia được không? Con đó mặc được hai mặt luôn á. 55k mã yếm xanh, đâu được rồi. Cái này á chị mặc được hai mặt luôn á. Nè, mặc mặc màu hồng cũng được nha. Cái dây rút vô trong. Ô, xinh ghê. Mặc hai mặt được á. Mã xanh. Mã xanh này là size M đúng không Đào Anh Thư? Còn cái này size S nha. Con này thì ngực 80 đổ về thôi, còn con này ngực 86. Chế Đào Anh Thư lấy cái nào? Hai cái khác size nha. Con này ngực 80, con này ngực 86. Yếm xanh là 55, còn cái crop 50 con. Rồi con này size L, eo 74 đến 78. 74 78. 100k mã họa tiết. Size S, eo 65 cho đến không, eo 56 cho đến 67. 58 cho đến 67, 100k. Mã HT. Đây con này size M nè, siêu đẹp luôn. Chất dai lắm nha. Eo này 68 cho đến 73. Có cắt xẻ nè. 90k. Mã 90. Ren sexy size L nè, 20k. Mã ren. Con này SM. SM ngực 85 đổ về 35k. Mã 35 nè, khóa xám nè. Khóa xám cho cổng tự động nè, 30. Này size XL mút liền hiệu hiệu ASICS nè. Mà cái này cái chỗ dạ quang nó hơi bị răng răng nha. Nên em sale 35k. Cái chế mặt thay áo ngực cũng được. Size XL ngực 8994. Mã đen 35. Có hai cái đúng rồi, 35 cho Thảo Nguyên. Khóa xám em còn nè, size SM 30k. SM 30k mã số 2. Rồi con này S luôn, S lớn. SM được nha mấy chế, ngực 77 đến 84. Ngực 77 84 50k. Mã mã xanh. Hả? Thảo Nguyên 35 không? Đào Anh Thư này nha. Cái đó 55, cái kia 50. Ôi em lấy đồ quá tí. Mấy chế ơi, lên đùi chiếc 100k3 nha. Đùi 100k3 không thấy ai hốt hết. Rồi con này size M nè. Cái này bên trong nó hơi dính cái gì tí xíu ở ngoài không có sao nha mấy chế. 50k. Ngực 87 đổ về, ngực 81, 87, mã 50. Rồi con này size L luôn. Cái này em sale mấy chế 40 nè, mã liền tím, ngực 87, 92. Ren nè,
35k size S M mã ren. Rồi size S nè, 35k mã da. Con này size S mốt liền 70k mã hiệu. Sao lưới lưng rất là xinh. Size S luôn, ngực 80 đổ về. 40k mã viền hồng. Con này cũng là SM 35k mã khóa tím. Size SM. Size SM ngực này 80 cho đến 85, mút liền mới cống luôn 70. Mã tay. Rồi con này M luôn nè, dạng cạp lật nha. Xe máy chế 40. Mã kiểu tím là cho Thảo Nguyên 35. Rồi size S là 35 mã viền xám, eo 66 đổ về. S luôn mã xám kiểu, đùi 35k nha mấy chế, ba cái thiện trong. Rồi size M eo 74 đổ về mã 74. Mã tay cho Tiên Lê là 70. Siêu đẹp. ML eo 73 77 mã xám. Size S mã viền hồng. Size M mã đen. Này size S nhỏ mã nhỏ. ML eo 76 đổ về mã 76. Con này một lớp size M 20 mã 20. Con này size S mã cam S. Size M mã M xám. Một lớp ML mã viền tím 20. SM eo 72 đổ về mã cạp cao. Size M mã cam. Size L eo này 80 đổ về mã 80. Size M mã xám M. Cái con đó đẹp lắm mấy chế. Chế có nhu cầu mặc đùi à. Size S mã cạp xanh. Cạp cao đây. Cạp cao với xám M nè. Hai cái này giống nhau nha em. Cái SM, cái M đó. Cho Hoàng Liên. Size L. Đùi được mấy cái, Hoàng Liên được mấy cái. Size L mã cạp hồng. Hai cái hả? Lấy thêm một cái nữa đi cho nó đủ. Size M nè, eo 72 đổ về mã tim. Hoàng Liên mấy cái đùi em. Lấy thêm một cái nữa cho đủ ba cái. 100k3. Một con hiệu nai size S ngực 81 đổ về. Cái này hơi nhăn nhăn ở đây tí xíu nha, mình mặc vô căng ra là không có bị gì nha. 70k mã sọc. Size S dáng rất tốt. Ngực 81 đổ về 50. Thôi 45 đi. Mã crop. Mã tim cho Hoàng Liên 35. Crop 45 nha mấy chế size S. Rồi size S ngực 82 đổ về, có cài sao cắt xẻ nè, 50 mã cắt. Con này size M mút liền nè. Mới cứng luôn, sale mới chế 45k. Mã kiểu. Size S là 35k luôn. Mã S 35. Người chế nào kiểu kiểu nè, màu tây là 70k, size M nhỏ, ngực 86 đổ về. Tầm 83, 84 là mặt đẹp nha. 70k, mã cam mới. S 35 cho Hoàng Liên. Con này LXL, ngực 89, 94. 65k, mã lưới. Con này cái lưới nó hơi lỗi lỗi nè, tặng cho mấy chế đi. Size S đó, mã tặng yếm. Em xin lại cặp mút nha mấy chế. Tặng yếm.
size S của Gymna nè. Eo 55, 57 cho đến 66. 5766 là 140. Mã 14. Tặng cho Hoàng Liên nè. Mã 14. Áo ngực không mấy chế 25k. Tầm size S đó, nó để A75. 25, mã 25. Size M35k. Mã hở lưng. Size M60k, eo 70-75. Mã 75. 60. Size L, eo 74-78. 60k, mã 78. Hở lưng cho Thảo Nguyên. Con này hiệu Charm, form này của nam là 35k luôn. Lưới lưới hiệu Charm luôn nha. Nam 70kg đổ về. Mã nam. Gió là size S40, mã gió. Size ML, eo 72-77. 60, mã túi. Size SM60, mã hồng. Ôi, con này nó để M mà tầm S là được nè. 65k, mã ngố. Con này nó để XL mà tầm L thôi nha. 20k, ngực 91 đổ về. Mã 20. Có chế nào size S là siêu đẹp luôn. Eo này là 55 cho đến 66. Eo 55 đến 66, tầm 63, 62, mặt đẹp, 64 cũng được. 150, mã 3D. Siêu đẹp. Nè, áo tay dài nè, 90k, tầm size M. 90k hiện nay. Mã tay dài. Con này SM50K. Mã chữ hồng. 3D cho Nhung. Hồng Nhung lên 150. Con này size S, hiệu Sifilai 70. 70 mã hiệu xanh. Size S lớn, ngực 84 đổ về, mút liền nè. 50 mã liền xám. XL 35k, mã XL. XL 35k, mã XL, hiệu xanh 70 cho Đào Anh Thư. Size 1X, 2X, ngực này 92 cho đến 98. 50 mã to. Size M nhỏ, eo 72 đổ về, 65k mã lưới. Crop top size M nè, 35k mã crop. Hiệu xanh, à hiệu xanh rồi. Rồi size S luôn, 30k mã tập. Con này size S luôn. 65k mã kiểu. 183 đổ về. Con này SM45K, ngực 84 đổ về. Mã dây hồng. Anta size SM, ngực 85 đổ về. Lưới lưới nè. Sáu mươi lăm k mã hiệu đen. Diệp Nguyễn 30k. Đâu có cái nào cà rốt, mã cà rốt đâu chứ. Ơi, cái nào mã cà rốt đâu Diệp Nguyễn ơi. Có khóa rồi Diệp Nguyễn, nãy là có cái gì không? Có đơn không? Không. Không hả? Cà rốt.
Đây 35 Diệp Nguyễn đầu vô có mà con. Có đơn chưa ta? Có đơn nhớ anh bóc cho em, cố gắng lấy đủ 100 cây em ship nha mấy chị. Size XL. À đúng rồi. Size XL nha, ngực 90-95. Mút liền màu tím nè, 60k mã liền tím. Size M luôn. 65k. Mã sọc cam. Áo 35 size M luôn. 60k. Mã lưng kiểu. Sọc cam Đào Anh Thư 65. Liền tím. Liền tím là 60. Cho Hiếu Lê. Hiệu Anh Ta là 65. Cho Hoàng Liên. Hiếu Lê. Con này mới cứng luôn em. Đó Hoàng Liên nè, 65. Hiếu Lê 60. Sọc cam em hết rồi, mã lưng kiểu nè. 60 cho Tiên Lê. Con này đẹp lắm luôn, 40k nha mấy chế. SM eo 70 đổ về mã 40. Đúng. Thôi con này size S 65. Cái đó không hoàn đi 65. Size S nha mấy chế. Eo này 56 cho đến 66. 100k mã xăm cao. Con này size S luôn. Eo 57 cho đến 66 luôn. 80k mã ghi. Con này size S luôn. Cái này nó hơi loang loang nha mấy chế. Eo này ép lớn, eo 65 cho đến 71. Sao cho mấy chế 70 mã loang. Hiệu I body size ML eo 72 cho đến 77 nè. 70k mã lỡ. Size L luôn. Size L eo 74 78 90k. Mã sọc xăm. Size M. Size M eo này 67 cho đến 72. 80k mã 72. Con này XL siêu đẹp nè, cũng hiệu Anh Ta nè mấy chế. Eo 80 85. Chất dai đẹp lắm. Eo 80 85 của Anh Ta size XL. Nó có chữ phía dưới là 110. Mã chữ. Size S lớn eo 65 cho đến 70. 120. Mã 12. 12. Xe đạp nhanh trên phố 12 giờ. Size SM eo 64 cho đến 69. 60k mã 69. Này size F eo 57 cho đến 65. Ủa, 57 cho đến 66. 57 đến 66. Màu lông chuột có mấy chế. 100k mã 8. Cho Phạm Phương. Mã chữ Phạm Phương 110. Có đơn inbox cho em nha. Có đơn inbox cho em nè. Các em cần con này XL đẹp, siêu đẹp luôn nè. Eo này là 78 cho đến 85. Hiệu Domios là 100k. Mã nâu. Nó lấy thêm cái nữa cho đủ đơn. Size M có giảm gót. Eo 6773 100k. Mã giảm gót. Đây XL nữa nè. XL lớn nha. Eo này 8287. Size XL lớn của F21 có 90k. Mã 90. Con này là size SM, eo 66 cho đến 71. Con này 60k đi. Mã phối lưới.
này là size M, eo 70-74, 100k mã loan. Hiệu nay này là M lớn, eo 71-76, eo 71-76, ML bông chen. Cái này nó bị răng tem nha, 80k mã sọc. Uống miếng nước. Size S là mấy chế 80k mã sáng. Size M eo 69-74, 80k mã 74. Bèo bé bèo mấy chế ơi, siêu phẩm một ngày là sale sắp mặt. Con này size M lớn eo 70-75, màu xám xám tím tím, eo 70-75 nha, 90k nè mã xám, 80 nè mã 74. Ủa cái nào ta, ra cái này chứ, 74 nè cho Thảo Nguyên. Size XL chun mông nè mấy chế, eo này 82 đổ về 90k mã 90. 80 mới cứng luôn, size này tầm size L nha, nó để XL mà tầm L thôi. Eo này là 74-79, 100k mã xanh mới. Gen gen ôm size S nè, 80k mã S80. Cố gắng lấy đủ đơn, 100k em ship nha mấy chế, có đơn inbox cho em. Rồi con này SM eo này 65-70, 70k mã phối. Mấy chế cứ yên tâm lấy đồ mới em bao. Size ML eo này 72-77, 90k mã 77. Con này nó bị chóc chóc cái tem nè, size L under nè, chóc chóc rồi em để cho mấy chế 60 nha. Eo 74-78, 60 mã sọc. Con này XL mà có bo bo nè, cái này chất tập nha, hiệu Cifiline luôn, chất tập nhưng mà nó có cái bo ở dưới nè. Đó, 70k mã bo size XL. S80k mã xám cho Thuy Nguyễn. S80 quần lỡ 70. SM eo 65-70, con này giống như Lulu, 70k mã phối hồng. Bo 70 cho Hoàng Liên. Này của HM size M mà M lớn, eo 70-75, eo 70-75 của HM nha, 130 mã M13, mã lỡ 70 cho Thảo Nguyên. M13 ôi cô kiểu siêu đẹp luôn, size M eo 67-73, mẹ cho ai chân dài là có dúng dúng là 120 mã xanh kiểu. Uniqlo size S eo 61-68, 130 130 mã hiệu sáng. Con này nó chất nó không có dày nhiều nha, nó mỏng vừa phải, size SM eo 62-68 SM nha, chất dai nhưng mà nó không có dày nhiều, 70k mã hoa. Cái này size LXL em bán theo dạng như led jean luôn nha mấy chế. Eo này là 83 đổ về 35k luôn mã hình. SM nè, mới vô Phi Nguyễn. SM 70k mã S70. Lulu bị răng tem rồi. Phi Nguyễn 80. Cái này tầm size M nha, size M cho mấy chế con này à, eo 67-73 luôn, 90k mã M90. Con này cũng XL nè,
40k. Mã hoa con này size S quần ngố này, nhưng mà cái này á nó chóc chóc chỗ đây rồi nha, nó có cái chữ gì đây nè, 35k. Quần thì ok hết nha, nó chỉ chóc cái chữ thôi, 35k. Mã ngố, cái nào có con XL hiệu này siêu đẹp nè, hiệu của Úc nè, size XL eo này là 81 cho đến 87 luôn, mới cứng luôn nha mấy chế. 140, mã 3D, size FM eo 65-70 của F21 nè, 110. Mã rằn, em quên qua tới ấy nè, size XL nữa nè, eo 81 cho đến 86, 90k. Mã xám 90. Ơi con chun mông màu xanh này mấy chế, size L nha, eo 73-77, eo 73-77 100k. Mã L 100. Gì nữa đây, em lên áo áo crop top, áo kiểu nha mấy chế. Con này đẹp lắm nè, FM, do cái cạp này thì em bán theo giá lết jean cho mấy chế luôn, 40k nè. Mã 40, đây dạng áo kiểu nè, F nè, FM nha, 35k. Cái này áo kiểu nó không có mốt nha mấy chế, mà áo kiểu nè, có con gen bụng nè, em có con size F với con XL á, có con F hay XL hết rồi. F này em sale luôn cho mấy chế là 70k, mã cài 40 cho tiên lê, 70 mã cài nha, size F, size F hiệu luôn nè, cái này nó dập chữ vòng vòng cái này luôn, cái viền nè, eo 57 cho đến 66, 110. Mã phối cam, mấy chế có ít ít lấy gì thêm báo em để biết, biết chung chủ đề, quần thì em còn nhiều, ít là lớn nữa nè, eo 82-87 nè, mới cứng luôn, 100k mã sọc, 70k mã cài cho Thuy Nguyễn nè. Quần còn nhiều, con này FM 70k, FM 70k mã số 2, không ai lấy để riêng ra để cắt lên là 10, F luôn, 70k mã lưới trắng, FM eo 71 đổ về, mới đẹp luôn, siêu đẹp luôn, 90k. Mã tay, à còn con Adidas XL này mấy chế, eo này 82 cho đến 87 nha, cái dạng như thể thao gì đó, 100k. Mã thể thao size XL, con này size S thì Domios nè, 100k mã họa tiết. Size XL eo 78 đến 84, 90k luôn. Mã loan, loan lên mấy con đùi đẹp nữa coi, size F eo 67 đổ về, 70k mã trắng, FM eo 70 đổ về 60 mã sáng, size L eo 72-77 nè, hiệu nè, 70 mã hiệu, hiệu HM nữa nè, con này FM hiệu HM nha, eo này là 68 cho đến 73, 6773 80k mã hiệu đen, con này kiểu nha, size M á, nó để L mà tầm M thôi, eo 70-75 70k mã phối, FM eo 70 đổ về 60k mã 60. Mấy chế lấy cái gì nữa, chế nào có một cái lấy gì thêm,
hỏi em coi có thì em lên luôn. Giờ nó tầm lâm mà tầm la. Nay em còn con này đẹp quá nè chế. Size L 75 cho đến 79 được luôn nha. Eo 75 79 nè. 140 mã đỏ kiểu. 60 là cái mã gì vậy chế ơi? Cái mã này đúng không? SM nè. Dung thủy. Dung thủy. Áo SM nè. 45k. Mã áo. Không, nó màu ghi ghi, màu đen đen, màu xám xám luôn. Xám thì nó có hoa lá này nọ thôi. Hoặc là họa tiết thôi chứ không có nguyên màu nha. Size F eo 58 cho đến 65. 90k. Mã xanh đen. Nè con hoa huệ này xem mờ nhỏ này đúng không? Nó để lờ mà tầm mờ nè. 110 chất dày mực đẹp lắm. 110. Cái này nó để lờ mà tầm mờ thôi, eo này 68 đến 73. Mã 11. Em coi áo ấy thôi. Áo áo kiểu. Ơi có quần jogger nè mấy chế. Size SM 60k chất von nha. Mã bo 110 cho Thảo Nguyên. Mã bo. Lên mấy cái áo crop top coi. Mã vo 60 cho Dung Thủy hay Dung Thùy hồi nãy em chia sẻ bạn cái này. Chấm chấm bao nhiêu? 60. Giờ ngày nào cũng lai chai chứ. Ăn chai tích đức. Trời ơi, à có cái áo này, nãy có cái quần này. Vô một set nè. Vô. Nãy có một cái quần. Cái này nha. Cái đó là 60. Đợi em chút xíu nha. Hên. Hên quá, nhưng mà khác màu chút. Cùng hiệu. Cùng hiệu nha, SM nè. Nguyên set là mấy chế SM, ngực này 80 86 đổ về, eo này 73 đổ về. 60k. Cùng hiệu nữa đó. Màu cái cạp hơi đậm hơn chút xíu. Mã set đi, SM. Lên crop top Mỹ nha. Của F21 nè, 35k luôn đi. Size M nha. Mã 35. Set 60 cho Dung Thủy nè. Nó khác màu, nó lệch màu một chút xíu. Mã sọc 35 nha mấy chế. Ngày gì đây? Size L nè. 30 mã đen. Cái này em còn chưa lên lần nào. Size L 40 mã dây rút.
CK size M, ML đều được nha mấy chế. Rồi CK này dính gì vậy? Cái này nó dính gì ngoài sao nè, em để mấy chế 30 luôn nha. Chưa giặt chưa biết của CK á. Mã 30. Ờ đồ xí. Còn sọt nào? Không biết đâu chị ơi, không có đâu. Dừng chưa, hỏi hoài vậy. Cái này của HM size SM nè. Ôi siêu đẹp nha mấy chế. SM size M 50 mã sọc. Size ML 50 mã kiểu. Con này size S 35K. Mã hở vai. Con này tầm SM 35 mã cam. Ui 3,5 hả? Một em hiệu gì nữa nè. Size S 50 mã loan. Size S 35K mã rêu. Chế ơi đồ si có lấy hay không? Không lấy thì báo em xả nha, đỡ mất công chốt. Size XF. Size XF 40K mã XF. Gì vậy? Ôi. Đợi xíu. Ơi đợi xíu, ra coi ai kêu mình. Size F 50 mã cột. Mấy chế có coi áo rồi. Vô coi đi, đi lên luôn đi. Ôi xinh nè. Size SM 35 mã sọc xanh. ML 50 mã kiểu. Size S 35 mã trắng. Ơi kiểu này xinh nè Nghi. Rồi ML luôn. Hiệu của sim gì nè mấy chế. 45 mã hoa. Còn chế nào xem gì nữa thì ới ới em coi còn em lên nha. Size XL 30 mã dây. Con này XF SM 40 mã sọc. Size S 35 mã đen. Con này đẹp quá. Size M hiệu cần vợt. Trời ơi vô luôn, hút hồn luôn. Cần vợt 70 mã hiệu. Nè con này nè cho nè. Chắc gân. Ừ, giống con bữa hổm đó. Một con hiệu nữa nè mấy chế. M50 mã sọc xanh. Cái này mình làm tăng tớp mặc được mà. Mặc này thành tăng tớp. Vừa rớt tớp thì tăng tớp ML nha mấy chế. Xinh quá luôn. 60k mã hoa. Để em để qua mong mốt bán. Tăng. Size 35K SM mã 2 dây. Không thấy chế nào nói gì nữa ta. Size M 35K mã xám. Em xuống ai nha mấy chế. Không nói gì em xuống nha. Size M 50 mã màu. Gì? Hiệu binh nữa nè. Binh chất thun giấy. 50K. Size M mã nâu.
cái mới này là em chưa coi nó là cái gì luôn á. Cái này mặc thành tăng tớp là quá đẹp. Thôi em xuống like nha mấy chế, có đơn nhớ inbox nha. Cái mới này để em qua bữa sau á, 2 giây để bữa sau em bán tăng tốt, có giá luôn 35. Quần còn màu đen đen xám xám này đó cho Huế Nguyễn, 35 là size XS nhưng mà SM là được nha, phân Mỹ nó to. XS nhưng SM mặc được là 40k mã rêu. Mã 30. Quần Thuy Nguyễn size gì? Màu xám xám xanh xanh được thôi nha. Size M 35k. Mã sọc 4. Con Onavi này siêu đẹp. ML 50 mã có tay. Cái gì trời? Có in blend là cái gì? Này size S 40 mã cam. In blend là cái gì? Em không biết đọc tiếng Anh đâu. Ha. Hiểu luôn nè, trời ơi nó đẹp. 40k mã yếm xanh. In blend là cái gì? Helen Coffee. 35k mã hình size M. Lại dọn vô. ML 20. Này bỏ đi. Bỏ đi mà làm người. ML 40k. Mã hiệu, hiệu beo. Còn 14 chế mà không nghe chế nào nói gì hết. Chốt đi. Hôm nay đem cơm rừng đi cạnh. Chốt cho mẹ đi cậy nè, cần vật gì nè. Ủa Adidas. Khoác. Khoác size M. 150. Mã đô. Mời có cái đó nằm khơi khơi thì em thấy ra anh Văn đó. Không này để chụp hình đi. Convert. Ủa cái này là cái gì? Có phải convert đọc lộn. Không phải Adidas nha mấy chế. Cái gì á? Phải không? Không phải Adidas đâu. 100k. Em tưởng Adidas. Thôi gì nữa mấy chế. Tắt cái này. Người ơi, nếu yêu rồi. Có cái em xả cho chị là cái gì chị? Có cái em xả cho chị. À, có áo ba lỗ mặt ngoài, áo tập. Không. Không có, không có chất gân. Không, không có chất ba lỗ. À, ý là chị Huế Nguyễn hả? À, nè, một lát mà không có chốt cái. Ok, ok. Có chốt cái bần chế gì đó. Chiên Nguyễn gì nè, là con nhắn tính này được. Không, không, không. Có mấy cái nãy là em kêu mấy chế mặt ngoài, mấy chế không mặc. Cái này nè. Thì vô cái like đó. Ừ thì vô Facebook. 60k nè, ML nè. Mã hoa nè. Hoa. Ừ.
Nè em thấy mấy chế có một cái á, lấy gì thêm thì hỏi em cơ, còn em để ở em còn em like lên. Bữa nay An An Nguyễn Phạm ship luôn nha. Bữa giờ chỉ có một cái tặng thôi. À, dốc gơ nè của gì ta, sao SML70 đổ về á, dốc gơ này em sale cho mấy chế 40k luôn đi. Mã da cá rồi, bye bye mấy chế.